chặt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Viral 1/10/2009 nâng cấp cực chất và lạ hơn trong một cái bộ cánh xanh lục hiếm thấy. Đa số những bản độ về cái chiếc Viral 1/10/2009 tập 5 đều được các biker độ theo phong cách đi kiển lên đồ chơi để trở nên bắt mắt hơn. Và cái chiếc xe độ dưới đây cũng là chịu chung cái số phận khi được người chủ của nó chia ra số tiền là khá lớn để nâng cấp lại toàn bộ cái diện mạo bên ngoài, khiến nó trở nên đẹp và độc lạ hơn. Nó bật đầu xe quét rộng hơn tí xíu để người thợ dễ dàng lắp cái cụm cảm thắng Rainbow Access phiên bản 19. Ngoại hình là to hơn, làm nó bật hoàn hảo. Người chủ đã dùng một cái ống dầu trong suốt để chứa dầu phụ để ghi đông trong gọn gàng có thể nhất. Tận dụng cái cụm con Accosto đến từ Ý để kiểm soát hành trình phanh đùm ở phía sau của con xe này. Mẫu xe này thiết kế nhỏ gọn nên khi lắp vào không cần cắt khoét như cái mẫu xe khác. Hai bên đã dùng cái cụm công tắc Dono kết hợp cùng với cụm da đen để cút ngắn hành trình cho chiếc xe để mạnh hơn. Cái dàn combo này ước tính tiêu tốn người chủ khoảng là 2,5 triệu đồng, chưa bao gồm cái công câu lại dây điện và các linh kiện phải mua thêm cho cái cụm ga. Chàng chân là một làn gió hoàn toàn mới, có sự kết hợp giữa đĩa camper đồ chơi đi cùng heo dầu IP Racing 2m xứng được bắt vào phục Showa ở trước trong quạt áp phát heo dầu và được gia công bằng cái đẹp nhôm CNC. Và không quên nhắc về cái sợi dầu heo được bấm đầu CNC cực đẹp không tưởng. Ở dòng chim mình phục Pauline bình dầu rời nằm bên dưới, tích hợp cái nấm chỉnh CNC màu khò. Đây là cái phiên bản mới nhất sản xuất dành cho cái chiếc Prototype với cái tổng chiều cao là 330mm. Ngoại hình cái màu vàng đặc trưng làm cho chiếc xe thêm chút sang chảnh và danh giá. Có động cơ nguyên bản được tinh chỉnh nhẹ nhàng phù hợp hơn cái dòng bộ Levin 4 Ross được thiết kế dành riêng cho những cái dòng tay ga. Cái bộ này đem lại cái tiếng nổ trầm ấm mà biết bao nhiêu chiếc xe bị bất lực. Cái dàn chân là cái mâm 5 cây của hãng Raceboy sản xuất dành riêng cho cái dòng tay ga Prototype. Lựa chọn cho mình cái tông màu xanh lục bảo kết hợp cùng với cái dàn chân táo bạo làm chân nhìn cái cảm giác cái sự cứng cáp đầy ấn tượng rất là bật. Kết hợp cùng với đó hàng loạt đồ chơi cực kỳ chất đã làm cho chiếc xe thêm chút là thú vị hơn. Vario 110 nâng cấp dàn chân bượt mà với cái mâm Raceboy 8 cây. Cái chiếc Vario 110 là cái mẫu xe con tay từ nhà Honda. Từ lúc chỉnh lạc em ấy đến nay, không những thốt được cái vẻ đẹp nguyên thủy mà còn đem lại rất nhiều cảm xúc cho người chơi bằng những bản độ đẳng cấp. Dẫn chứng là cái chiếc Vario độc kiểm như đây. Xem Tống Khải thấy con chiếc mã khoét cho mình một cái gam màu là xanh xi măng đầy mới lạ. Sắc màu được siêu hot năm 2009 đi cùng với những món đồ chơi kiển được các xe một cách hợp lý. Và như chúng tôi đã nói, cái dàn chân trở nên thể thao chứ cái mâm Raceboy 8 cây, cái màu trắng được gác lên chuẩn với như xin. Hệ thống phanh bánh lái trước được nâng cấp với đĩa đồ chơi kết hợp cùng heo Rainbow 2mm logo lớn qua cái sự hỗ trợ của vách nhôm CNC chạy từ máy cho chính xác cực cao. Toàn bộ chi tiết được quy định bằng ốc roti. Hệ thống cái giảm sau Raceboy đi cùng với bình dầu, cái mẫu mới. Đây là cái món đồ chơi kiển trái trị được các xe một cách thẩm mỹ. Với đò xo ống ánh sắc vàng đi cùng với cái tì lớn mang cái sự cứng cáp. Mẫu phục này đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình. Lọc gió zin được thay thế bằng lọc gió của mặt Racing, cho ta dễ dàng thấy được quạt cái lốc gió trong suốt đến thẻ của Sinfast. Ống tả Levin 4 Ross rất được anh em chơi xe tay ga lựa chọn bởi thiết kế thẩm mỹ cao, âm thanh cũng trầm ấm nhưng không kém phần quy lực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, subscribe.